Có thể hình dung Đảng Cộng sản Việt Nam như một cơ chế chỉ biết ăn bám, bằng cách suốt đời vay nợ trước để phung phí, như kiểu bán lúa non tiêu trước để nợ cho hậu thế. Tiền làm ra sức tăng trưởng kinh tế trọn năm ước tính là 6,3%, nhưng nợ công ước tính tăng trung bình là 18,4% cho giai đoạn 2016-2020, tức là nợ cao gấp 3 lần phát triển kinh tế. Nợ công được báo cáo tính đến năm 2015 là 2,6 triệu tỷ đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Thông tin 108 TV. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề 400 tỷ đô khối quốc doanh sẽ bị làm thịt. Bài viết của tác giả Trần Nguyên Thao được đăng trên trang Dân Làm Báo. Guồng máy công an trị và tuyên truyền gian dối của chế độ Cộng sản đang ra sức dẹp yên trận chiến pháp lý quanh thảm họa biển 4 tỉnh miền Trung, để cho Formosa được tiếp tục hoành hành trên đất Việt. Cùng lúc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã đưa Đại tá Hà Tân Tiến, một sĩ quan có kinh nghiệm đàn áp biểu tình, vào chức tư lệnh phó quân khu 4. Việc bổ nhiệm này cho thấy Cộng sản Việt Nam quyết tâm dẹp tan nguyện vọng chính đáng của nạn nhân Formosa. Trong lúc hầu bao của chế độ thâm thủng không còn thuốc chữa, nhưng nội bộ vẫn tranh nhau giành phần hơn, trong ngân sách tăng chi quá nhanh và thường xuyên giữa biển nợ nần không người trách nhiệm. Nỗi băn khoăn khắc khoải lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là tìm mọi cách để tiếp tục nắm giữ khối doanh nghiệp nhà nước có trị giá lên đến 400 tỷ Mỹ Kim, nơi dung dưỡng ổ đảng viên có máu mặt từng làm thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng, lại được bao che bằng chỉ thị tuyệt mật mang số 15 khai sinh từ mùa hè 2007. Cái phao TTP, hy vọng cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam để cứu nền kinh tế Việt Nam, đang trong tình trạng chỉ mành treo chuông. Mặc cho Nhật Bản, quốc gia có vai vế lớn nhất trong nhóm 12 nước đã thông qua TPP, nhưng về phía Hoa Kỳ, cả quốc hội lẫn tổng thống đắc cử là ông Donald Trump đã gọi TPP là thảm họa tiềm tàng cho nước Mỹ và lên tiếng xóa bỏ hiệp định này, dù đã được chính phủ Obama thương thảo và ký kết với 11 nước khác nhằm hỗ trợ cho chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ sang khu vực Thái Bình Dương. Có thể hình dung Đảng Cộng sản Việt Nam như một cơ chế chỉ biết ăn bám, bằng cách suốt đời vay nợ trước để phung phí, như kiểu bán lúa non tiêu trước để nợ cho hậu thế. Tiền làm ra sức tăng trưởng kinh tế trọn năm ước tính là 6,3%, nhưng nợ công ước tính tăng trung bình là 18,4% cho giai đoạn 2016-2020, tức là nợ cao gấp 3 lần phát triển kinh tế. Nợ công được báo cáo tính đến năm 2015 là 2,6 triệu tỷ đồng. Số liệu này có thể không chính xác vì không có cơ chế tài chính độc lập nào kiểm chứng. Tổng số tiền dự kiến trả nợ năm 2016 là 12 tỷ Mỹ Kim. Tiền trả nợ kéo dài nhiều thế hệ và mỗi năm một tăng, bởi ngân sách năm nào cũng bội chi, phải vay thêm mới đủ trả lương cho 4 triệu đảng viên. Riêng tiền Đảng Cộng sản trả lương cho hàng ngàn dư luận viên làm công việc đánh phá các trang báo Lê Dân, thuê mướn đám du đảng được trá hình dưới cái tên là quần chúng tự phát, chỉ để xông vào gây sự với quần chúng, mở đường cho công an trấn áp dân cũng lên tới gần 100 tỷ đồng mỗi năm từ tiền dân nộp thuế. Cần tiền tiêu, Đảng Cộng sản Việt Nam còn dự tính sẽ cho xăng dầu, điện nước tăng giá phụ thu, tăng tiền phạt vi phạm giao thông và các loại thuế đánh trên phương tiện giao thông của tư nhân làm chủ. Mới tháng 10 năm 2016, Cộng sản Việt Nam đã chi 924.800 tỷ đồng, tương đương với 41,4 tỷ Mỹ Kim. Nhưng thu vào thì được có 736.400 tỷ, là bằng 72,59% dự toán cả năm. Như vậy, đến giữa tháng 10, Cộng sản Việt Nam đã bội chi là 118.400 tỷ đồng. Tính trung bình mỗi ngày, Cộng sản Việt Nam đã bội chi gần 600 tỷ đồng. Nay, khi lâm vào cái cảnh giật gấu vá vai, Cộng sản Việt Nam đã phải hủy bỏ hai dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận, dù đã đầu tư từ cuối năm 2008 với kinh phí dự trù lên tới 200.000 tỷ. Trong hoàn cảnh rất tệ hại nêu trên, các tiếng nói của giới chuyên gia đòi sử dụng cho có hiệu quả và phân bổ lại nguồn tài lực trong khu vực doanh nghiệp nhà nước mới cứu được nền kinh tế là những cảnh giác đúng đắn, nhưng Đảng Cộng sản vẫn bỏ ngoài tai.
Câu chuyện về chiến lược kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bị phá sản, thì ngay cả các dư luận viên được Cộng sản Việt Nam thuê làm nhiệm vụ phản bác cũng đành ngậm hụt thị. Nhưng Đảng Cộng sản thì vẫn theo đuổi, chỉ vì một lý do muốn độc quyền thao túng gả bán hay ăn cắp khối tài sản to lớn lên đến 400 tỷ Mỹ Kim này. Vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, Quốc hội gồm có 96% là đảng viên Cộng sản đã đồng ca mở đường cho âm mưu bán từng nhóm tài sản quốc gia đó cho Tàu Cộng. Việc này, theo nghị quyết phải được thực hiện trong năm 2019, gồm tái cấu trúc tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng, để tập trung nguồn lực triển khai cơ cấu lại các lĩnh vực khác. Quyết nghị cũng cho hành pháp quyền giải thể, phá sản các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả. Quyết nghị trên là hình thức gian kế của Cộng sản Việt Nam đưa ra Quốc hội cho đúng quy trình. Bài trước, trong mục này đã trình bày Cộng sản Việt Nam chọn Tàu Cộng thành đối tác ưu tiên hàng đầu, duy nhất được mua rẻ mạt những cổ phần nhà nước Cộng sản Việt Nam có trong những tập đoàn, tổng công ty mà Tàu Cộng đã ngắm nghía từ trước. Về điểm cho phép phá sản, giải thể các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, nghị quyết 8 tháng 1 đã mở ra con đường cho các đảng viên giữ các chức vụ then chốt, tìm cách phi tang tội ăn cắp của dân chọn gói. Bởi vì doanh nghiệp nhà nước là tài sản quốc gia, bị Đảng Cộng sản Việt Nam đục khoét đến rục mọt rồi cho giải thể. Như vậy, khối tài sản 400 tỷ Mỹ Kim lớp bán cho Tàu, còn lại sẽ lần lượt được biến mất một cách hợp pháp. Chả ai có lỗi hay chịu trách nhiệm gì. Từ trước đến nay, Đảng Cộng sản vẫn làm ngơ, giữ kín những chuyện mờ ám, thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng. Cho đến lúc nội bộ đấu đá tranh ăn để lộ ra, thì dân chúng mới biết. Thay vì dùng tiền tỷ để mưu ích đời sống toàn dân, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại dồn tiền cho các dự án không sinh lợi, lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Nhưng khi tranh luận tại Quốc hội để đòi phần hơn trong ngân sách hôm đầu tháng 11 vừa qua, không có quan chức Cộng sản hay đại biểu của Quốc hội đề cập đến trách nhiệm đối với bộ máy quá cồng kềnh và chi tiêu quá nhiều cho những dự án vô bổ, kỷ luật ngân sách bị hệ thống đảng phá vỡ hoàn toàn. Nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng nợ nần chồng chất, đất nước tụt hậu, dân chúng cơ cực, oán than. Cả nước hiện đang có 101 tượng đài Hồ Chí Minh, tượng đài nào cũng xấp xỉ cả ngàn tỷ đồng. Riêng tượng đài ở Sơn La thì lên tới 1.400 tỷ, tương đương với 70 triệu Mỹ Kim. Chưa hết, vẫn còn 58 tượng đài tương tự sẽ lần lượt được hoàn thành cho đến năm 2030. Bên cạnh tượng đài là các trung tâm hành chính nguy nga, đồ sộ, thi đua xây cất tốn kém như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chi tới hơn 1.000 tỷ. Tỉnh Bình Dương quyết định chi 1.400 tỷ. Thành phố Đà Nẵng chi 2.000 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai chi tới 2.200 tỷ và tỉnh Khánh Hòa muốn phá kỷ lục nên nâng mức chi tiêu cho trung tâm hành chính ở thành phố Nha Trang lên tới 3.000 tỷ. Con số cuối cùng dù to lớn cũng còn thua chỉ một nhóm đảng viên đã làm thất thoát ngân sách tới 3.300 tỷ. Một trong những người thuộc nhóm này là đảng viên Trịnh Xuân Thanh, chỉ là cán bộ cấp trung và không phải là trường hợp duy nhất. Đang ôm tiền dung đâu đó để rồi thấp thoáng qua báo mạng trêu ngươi Cộng đảng. Cảm thấy quyền lực bị tổn thương, Cộng sản Việt Nam đã phát lệnh truy nã quốc tế từ ngày 16 tháng 9. Đến nay vẫn chưa động được vào lông chân đảng viên ly khai họ Trịnh. Giận cá chém thớt, Nguyễn Phú Trọng quay ra lột chức kẻ đã về hưu, là cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, xếp cũ của ông Thanh. Ông Vũ Đình Duy, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí PVTech, ủy viên hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất Vinachem, xin nghỉ phép đi chữa bệnh nước ngoài từ ngày 31 tháng 10, nhưng ngày 24 thì đã biệt tâm. Số tiền thua lỗ của PVTech cũng trên 3.000 tỷ. Theo truyền thống của Cộng sản, thì chuyện cùng nhau tham nhũng phải được che đậy tới cùng. Nhưng Tổng Bí thư Trọng có thể lú lẫn, lại buột miệng nhìn nhận trước công chúng sự kiện chỉ tuyệt mật với số 15, không cho ta tự đánh ta. Dân chúng biết rõ chống tham nhũng trong thế mafia Cộng sản chỉ là cái cớ để phe cầm quyền đánh những kẻ mất quyền. Lần này cũng vậy,
Cộng sản Việt Nam tố cáo một vài cán bộ như vật hy sinh, rồi lại chỉ thị cả làng báo đảng phải thổi phồng, làm nóng chuyện như bắt hụt người này, cất chức người không còn chức, để dân quên đi cái việc là nhà nước đang đứng ra bao bọc cho Formosa dù phạm pháp, gây thảm họa cho hàng triệu người, công khai chà đạp lên pháp luật. Cộng sản Việt Nam đã chỉ thị cho địa phương ra sức tìm mọi mưu hèn chức bẩn để ngăn chặn, không cho dân chúng khiếu kiện Formosa, ngang ngược ra văn bản hành chính cấm nạn nhân đi khiếu kiện, được đặt ra ngày 18 tháng 10 là đã hết hạn kiện Formosa, can thiệp thô bạo vào nội bộ công giáo, ép giáo quyền đưa các linh mục bênh vực nạn nhân Formosa đi nơi khác, qua việc bổ nhiệm chức phó tư lệnh quân khu 4, tổ chức huấn luyện tình báo và tập trấn áp biểu tình tại 4 tỉnh miền Trung, nơi thảm họa Formosa làm tê liệt kinh tế toàn vùng từ tháng 4 đến nay, cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm đàn áp bất cứ ai dám lên tiếng cho sự thật, bảo vệ quyền lợi thiêng liêng hay cho ước vọng dù khiêm tốn, cũng vẫn bị chế độ độc tài thẳng tay đàn áp. Trong hoàn cảnh này, mọi tổ chức yểm trợ các tiếng nói công chính phải cổ võ cho vụ kiện Formosa, ra sức khẳng định công cuộc đòi hỏi công lý của dân chúng nạn nhân Formosa là chính nghĩa. Và vì lợi ích dân tộc, đất nước, làm như vậy sẽ tranh thủ được cảm tình của quân nhân và công an quân khu 4. Khi có lệnh được đàn áp, họ sẽ làm ngơ, như trường hợp quân đội Tiệp Khắc đã án binh, không đàn áp dân chúng vào năm 1989 và tại Nga là năm 1991. Vừa rồi là bài viết có tựa đề 400 tỷ đô khối quốc doanh sẽ bị làm thịt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ ấn subscribe kênh thông tin 108 TV để nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam.